ví dụ như tôi nói là người nhà của các bạn cần đi viện, chỉ cần chậm thôi là coi như là cái sinh mạng của con người ngồi nằm ở trên cái xe cứu thương nó biến mất đi. Cái thứ hai đó là các cái xe hộ đê là xe cứu thương, xe cứu hỏa, những cái phương tiện gọi là xe công đó, nó cần đến cái nơi để mà nó thực thi nhiệm vụ, và người ta cần một lối đi để thực thi nhiệm vụ đó một cách tốt nhất. Thì bây giờ tất cả các lối đi đó bị các tài xế của các người coi như là chặn hết, khóa hết lại rồi. Vậy thế nào đây? Các vị thể hiện dân chủ không phải là chỉ duy nhất cái ý kiến của các vị là đúng, mà hãy dòm lại những ý kiến khác. Tôi có quyền trả tiền cho đoạn đường mà tôi thấy rằng tôi có thể, tôi nói nó tốt và tôi muốn trả tiền cho đoạn đường đó để tôi đến, tôi sử dụng đoạn đường đó. Các vị có thể không đồng ý, đó là chuyện của các vị, nhưng các vị hãy cho người khác thể hiện quan điểm của người khác. Chúng tôi, những người khác, những người dân khác đây rất cần con đường đó để đi, nhưng các vị không cho chúng tôi đi. Các vị là ai? Các vị không phải nhà nước. Bây giờ các vị hãy xem các vị làm gì, chặn đường đó, các vị bảo là dân chủ, hoặc các vị chặn con đường đó, các vị bảo rằng như thế đó là thể hiện tinh thần dân chủ, cũng và các vị muốn biểu tình để dẹp các trạm BOT. Xin thưa với các vị nha, các vị đang chửi cộng sản, nói cộng sản độc đảng, các vị đang chửi cộng sản rao ào á, nhưng mà các bạn biết BOT là một hình thức của tư bản. Các vị vậy cuối cùng các vị muốn dẹp BOT, các vị muốn dẹp tư bản. BOT là một hình thức hoạt động của tư bản. Các vị thì miệng thì chửi cộng sản ra rả. Vậy thì bây giờ các vị muốn gì đây? Thấy đó, các bạn nói là các bạn thể hiện quyền tự do dân chủ, cho nên là các bạn mới ra biểu tình để muốn dẹp các trạm BOT. Các trạm BOT là một hình thái của tư bản, không nó thu tiền các bạn, thế là cái tư bản. Các bạn thì miệng mồm chửi cộng sản là chửi ra rã, nhưng các bạn lại là chửi luôn cả tư bản. Các bạn, tôi thấy các bạn muốn gì, tôi muốn hỏi các bạn muốn gì. Cái điều nữa là các bạn có cảm thấy là các bạn vui lắm không khi mà các bạn hành hạ một cô gái nhân viên xoát vé chỉ với 100 đồng, mua một cái BMW 3 tỷ thế mà ngồi cò kè 20 ngàn đồng, với cò kè 20 ngàn đồng để được đi một con đường tốt. Các vị còn lại cò kè tiếp tục 100 đồng với nhân viên xoát vé hành hạ cô gái, hay không? Các vị thấy hay không? Tôi thấy chả có gì hay, thậm chí tôi còn thấy nó có. Thấy các bạn là tệ hại, đó là tệ. Bây giờ các vị nghĩ coi, bây giờ các vị chặn xe lại, các vị đòi tắt đường để làm gì? Để là gây áp lực cho trạm BOT để nó xả trạm. Các vị nghĩ kỹ lại coi, có thực sự các vị thấy các vị có gọi là xảo trá không? Các vị chỉ muốn rối loạn, muốn tắt đường, chứ các vị đâu có muốn giải quyết các vấn đề. Người ta mời các vị vô, các vị đâu có vô. Người ta mời các vị đi vô nơi trạm, kêu các vị chạy xe vô trong để giải quyết, các vị đâu có vô. Chứ các vị muốn gì? Các vị muốn tắt đường chứ không phải các vị muốn giải quyết vấn đề. Đó là cái điều mà tôi nói thiệt với các bạn, các vị bạn cũng nên sợ với chỉ đạo của thủ tướng vừa rồi. Tôi khẳng định với các bạn là không còn cái mặt vênh váo, các bạn có thể dòm những cái gương mặt vênh váo của những tài xế ở các trạm BOT, tôi ghét lắm, không thể nào chịu đựng nổi. Bây giờ người thân của tôi mà ngồi nằm trên xe cứu thương, chạy chậm một xe chạy chậm thôi là coi như người thân tôi có thể là biến mất khỏi thế gian này, mà không phải người thân của tôi mà là người thân của nhiều người khác cũng đang ở trên những chiếc xe đó. Các vị chặn xe hết, các vị không có chừa đoạn đường nào cho người ta đi, không chừa chừa cái ô đường nào hết. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, tất cả mọi cái đều bị tắc đường hết. Các vị có quyền không muốn trả, các vị không muốn trả tiền, đó là quyền các vị, nhưng chúng tôi có quyền trả tiền để đi đoạn đường mà chúng tôi muốn. Các vị đúng thì chúng tôi cũng đúng. Các vị nói các vị muốn dân chủ thì cho người khác dân chủ. Các vị đúng một mình à. Đường xa tôi nói thiệt, đó là cái đám mạt hạng ở trong đó bàn bạc với nhau cách để hành hạ nhân viên chăm sóc vé,
rồi bàn bạc với nhau cảnh để làm tắt đường như thế nào, đổi tiền ra sao. Tôi nói thiệt, đó là cái đám chống phá, đám mạt hạng nhất mà tôi từng thấy. Miệng thì ra rã chửi cộng sản nhưng mà lại là chửi luôn cả cái BOT, cái hình thái của tư bản. Là qua cái công điện của thủ tướng để đảm bảo an toàn an ninh tại các cái trạm BOT, thì tôi hy vọng rằng là sẽ giải quyết dứt điểm những cái đối tượng mà hay gây rối. Chắc chắn là phải giải quyết các đối tượng hay gây rối, bởi chúng ta xác nhận được đối tượng nào hay chạy qua chạy lại cố tình để mà gây rối tại các trạm, xử lý cho nghiêm. Và tôi khẳng định rằng cái trang bạn hữu đường xa bây giờ trở thành một cái ổ, mà chắc chắn một điều rằng cơ quan an ninh điều tra cũng đã đang ở đó. Và đứa nào mà hoạt động, tài xế nào mà muốn còn kiếm cơm trên các tuyến đường thì cố gắng bớt cái miệng lại và bớt những cái hành vi sai trái bậy bạ đó lại. Nếu các vị muốn giải quyết tất cả các vấn đề các trạm phải có đủ bằng chứng, đủ cơ sở. Và chúng ta khẳng định một điều rằng BOT là một cái hình thái hoạt động hiệu quả, nhất cho tới giờ phút này ở trên cả cái thế giới này. Mọi quốc gia đều không phải lúc nào cũng có đội đầy đủ ngân sách và tiền để xây đường làm cầu cho các bạn đi, mà người ta buộc phải vay mượn ở các cái doanh nghiệp để người ta đứng ra người ta thầu đảm bảo các cái công trình giao thông được tốt đẹp hơn. Như thế là họ giúp cho ngân sách chúng ta tốt hơn, chứ nếu mà cái gì cũng moi hết ngân sách ra để làm cầu làm đường thì chúng ta còn đâu để phát triển kinh tế, còn đâu để đầu tư phát triển cái khác. Do đó cho nên là ngân sách đó cũng là từ dân chúng ta mà ra, chúng ta đóng thuế để nạp tiền vào ngân sách, thì chúng ta phải biết làm sao để tận dụng những nguồn tiền bên ngoài và cách đóng góp của chúng ta thông qua việc trả lại phí cho trạm BOT chính là chúng ta một phần nào đó đóng góp xây dựng đất nước này. Bởi người ta bỏ tiền ra trước thì người ta trả tiền lại cho người ta, đó là một hình thái chúng ta đang cố gắng xây dựng cái đoạn đường đó, xây dựng con đường đó, đó là cách đóng góp của chúng ta với xã hội. Trên đời này cũng có bữa ăn nào miễn phí, không có đoạn đường nào mà chúng ta không có mồ hôi xương máu, không có công lao, không có phải tiền ở trong đó. Đoạn đường nào cũng từ tiền mà ra cả. Tiền đó được đổi bằng cái gì? Được đổi bằng các cái sự lệ thuộc. Cho nên là các bạn á, theo tôi các bạn á, là coi lại bản thân của mình là nếu như mình biểu tình mình muốn không phải trả tiền qua đoạn đường đó, nhưng hãy nhớ rằng xung quanh mình còn có những người muốn trả tiền cho cái đoạn đường đó. Ví dụ như tôi muốn trả tiền cho đoạn đường đó để tôi đi đến bệnh viện đi cách tốt nhất, nhanh nhất, đến để thăm người thân tôi, và tôi muốn chiếc xe cứu hỏa kia nó phải chạy thật nhanh để đến cứu chữa cháy cho những người đang mắc nạn ở những cái điểm đang có cháy. Tôi muốn xe cứu thương phải đến đón người bị bệnh đúng lúc. Đó là những mong muốn của những người dân khác. Các vị nói dân chủ để hãy cho người khác dân chủ. Các vị đã thể hiện quyền dân chủ của mình, biểu tình gì cũng phải chừa đường cho những xe khác ta đi. Lỗi đó các vị chịu nổi không? Đừng nói với tôi là điểm giải quyết các vấn đề ở trạm BOT mà các vị đang muốn làm ách tắc đường để gây náo loạn xã hội, để các vị có cơ hội đưa lên các cái đài báo ở hải ngoại phục vụ trên lợi ích của một số thằng đó chống cộng, miệng mồm thì chửi cộng sản ra rã nhưng lại chửi các trạm BOT thái của tư bản.